thực phẩm chống dịch mùa Covid nhá, vẫn đảm bảo chất lượng. Hôm nay mình tiến hành luộc gà. Nhưng thưa các bạn, đây là chỉ có gà, chỉ có nửa con thôi. Gà nửa con nhưng mà nấu rất nhiều nước, một nồi nước to. Các bạn đều biết để làm gì rồi đấy. Bởi vì là nửa con gà này sẽ cho cả nhà ăn, cả nhà 4 người ăn trong một ngày, đủ 2 bữa, trưa, chiều, rất là đầy đủ chất. Nhất là mình luộc cái nửa con gà này lên, sau đấy là sẽ làm gà sẽ xé ra. Nước thì bữa trưa mình sẽ nấu mì phở. Đấy, và gà xé mì phở. Thế còn một con một phần nước thì tối mình sẽ nấu cháo gà. Thế là đủ chất, rất là ngon. Và lại nấu không tốn nhiều công, mất nhiều công sức để nấu. Gà mua về xong là làm sạch, xong rồi mình cứ bổ đôi thôi, xong rồi để ngăn đá, xong rồi đến hôm nào ăn thì lại bỏ ra, mỗi được con một túi. Tí nữa xem nó sủi. Đây là cách ăn rẻ nhất giai đoạn ở nhà không kiếm ra tiền, khó khăn, ăn uống rẻ nhất nhưng mà cũng đầy chất. Tất nhiên là không phải hôm nào cũng ăn thế này, một tuần chỉ ăn một ngày thế này thôi. Cháo gà, bún gà, miến gà, các bạn có thể nấu miến hoặc bún. Mọi người xem video nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Video của mình rất là chân thật và dân dã thôi, nó đơn giản cho cuộc sống hàng ngày. Mình đẩy vào để tiếp tục luộc. Đó. Rồi. Cảm ơn cả nhà nhá. Thế nhá, gà lại bắt đầu chuẩn bị sủi rồi đấy. Chuẩn bị sủi. Khi nó sủi cái thì chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ hớt bỏ cái bọt đi. Hớt bỏ cái bọt nổi trên đi. Và lật con gà. Có thể đun nhỏ lửa đấy nha. Miếng gà rất bé cho nên là cũng chả cần phải lật, nó cũng lộn kẹo luôn, nhiều nước. Đấy, lửa gà nha. Đấy, lửa gà. Nhiều thứ nên thôi, tôi cứ hớt bỏ đi cho nó sạch, nước nó trong. Nước luộc này mình đã cho một ít mắm và một ít muối và một ít mì chính rồi nhá. Đấy, sau khi hớt bọt thì nước trong vắt này, trong nước rất là trong đấy. Nước trong này là ngon. Đấy là gà. Rất ngon nhá, gà quê đấy. Ngon lắm. Nửa con. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cho đun nhỏ lửa thôi. Đun nhỏ lửa và cho nó đun nhỏ. Trên bếp một lúc nữa. Xem video nhớ bấm kênh ủng hộ mình nha. Gà luộc
sau khi hết hết cái váng mỡ ở trên, bọt ở trên, bây giờ nước mình sôi trong vắt, các bạn nhìn trong vắt đây, mở ra xem, ơi ngon chưa, ấy miếng thịt gà rất là ngon, đun nhỏ lửa mà nó còn sủi thế này, lăn tăn đun lăn tăn, đấy thôi khả năng là cũng được rồi, đây mình sẽ tiến hành vớt gà ra, ra để đấy nhá, để nấu miến và là nấu mì hoặc nấu để nấu cháo nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vớt gà nhá. Đấy, sủi quá rồi. Tắt lên đi. Tắt lên đi vừa. Vì gà để tủ lạnh nên luộc cũng phải hơi kỹ một tí. Nếu mà các bạn ăn gà luộc ấy, thì các bạn vớt ra này các bạn cho luôn vào nước lạnh. Nhưng còn nếu mà các bạn ăn gà, cái gà này là mình làm để mình nấu mì, cái này mình xé ra thái ra nấu mì. Đấy, bây giờ thì tiến hành đến phần tiếp theo là mình nước để mình nấu mì nhá. Còn đâu mình đây mình nấu cháo ăn tối. Sẽ tiến hành đổ nước sang cái nồi này để nấu mì. Đấy. Đấy nha, mình lấy gạo để nấu mì nhá. Vo gạo nấu cháo tối ăn nhá. Đây. Các bạn nấu cháo thì các bạn chỉ cho ít gạo thôi. Chung là có nhiều cách để nấu cháo gà đấy, nhưng mà mình nấu theo cái cách đơn giản của mình. Đấy, sau khi nước trong nhá thì mình sẽ tiến hành cho gạo vào nồi. Đấy nha, mình sẽ tiến hành cho vào nồi nhá. Chiều nó lên chúng ta ăn được thì thôi. Xong tiến hành bật bếp lên, bắt đầu luộc nấu cháo nhé và chuẩn bị nấu mì. Đây, nồi cháo đây, đấy chuẩn bị sủi rồi. Đấy, và nồi mì kia chúng ta chuẩn bị chúng ta sẽ xé thịt gà để mà cháo chín và nấu mì chín thì sẽ ăn với mì và cháo nhá. Anh lọc thịt gà nhá. Rất là già luôn, rất là già luôn, rất là nhiều
phết đấy. Ngoài quán người ta làm quen, người ta làm nhanh lắm. Mình câu lọc khô này là xé sau để lấy xương vứt vào trong, xương cho vào vào trong cháo. Tiến hành cho cái xương vào nồi cháo nhá. Đấy. Ui rồi. Mùi nước luộc gà với cả nước luộc gà với cả gừng ngon tuyệt vời luôn. Đấy. Cho cái này vào thế là đến. Đây là gà xé đây nhá. Gà xé này ra xong là nấu mì, nấu miếng, bún, cháo. Ta để thịt nạc riêng và da riêng. Ai mà ăn được thịt thì ăn, mà ăn được thịt, ai ăn da thì ăn. Rất là nhiều thịt luôn. Những miếng da xem video dân dã của mình thì ấn ủng hộ kênh mình nhá, xin cảm ơn. Tiếp tục mình thái đây, không đây đâu, đây nhá các bạn nhá. Đấy, mình đây là nấu mì nhá các bạn này. Đấy, cho thịt vào, cho thịt vào mì và gạo. Gạo cũng như là bánh đa, đa khô. Còn đây nồi cháo nhá, chúng ta đấy xương nó khoắng lên. Đó. Bây giờ là hơn 11 giờ trưa, đây chúng ta ninh nhỏ lửa đến chiều tối. Chúng ta chỉ cần ninh một lúc thôi, xong chúng ta bỏ ra để đấy tắt bếp, xong tối trước khi ăn chúng ta nấu lại một tiếng. Nồi inox dày cho nên là không sợ cháy nhá. Các bạn nhìn này, xương cá,
xương nửa con gà đấy, nửa con gà vào này. Cái này là buổi tối nó sẽ có một nồi cháo ngon tuyệt vời luôn, mùi thơm của hành với gà quá ngon luôn nhé, thơm hành quá ngon luôn. Tâm ngon tuyệt vời luôn nhá. Chúng ta sẽ đẩy vung vào để đun một lúc nữa, mình sẽ cho dừng. Đấy. Cái con cái nồi mì này của mình đây, mì của mình này rất là ngon nhá. Gạo mì gạo làm thủ công nhá, cho nên là nó không như sợi bánh đa, nó nấu chín quá là nó sẽ mềm bị nát ra. Cháo gần chín rồi nhé, rất là ngon luôn, rất là đặc. Đang mùa dịch cho nên là không đi chợ được, ở nhà là ăn cháo gà. Gà này là gà trong tủ, gà để trong tủ lạnh nhé. Nói luôn là cháo muốn ngon là phải có hành với rau thơm, nhưng mà các bạn thông cảm là bởi vì là đang dịch bệnh, đi ra ngoài mình không đi chợ mua hành mua rau được, chỉ có ấy thôi, chỉ có ở nhà nấu cháo chay với cả thịt gà thôi. Đó. Nhưng nó cũng rất là ngon. Mọi người thấy chưa? Còn đây nốt phát nốt. Wow. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá là ngon, để bét nó xuống không khí. Giới thiệu mọi người đây là cháo gà nhá, thấy không? Tham quan bát cháo rất là tuyệt vời nhá. Bát cháo rất là tuyệt vời luôn. Xương. Ăn cháo gà để tăng cường sức khỏe, phòng tránh dịch nhá. Bát cháo này mà nếu mà có hành với cả rau thơm mà thì tuyệt vời luôn. Mọi người phải biết là cái đợt này là đang chính phủ đang khuyến cáo là mọi người ở trong nhà và không đi ra ngoài. Đấy, mình thực hiện đúng chủ trương như thế, hạn chế ra ngoài. Nhưng mà con người ta thì vẫn phải ăn để
cuộc sống, nên mình hôm nay mình làm cái video để nấu cháo cho gia đình mình ăn, vừa đảm bảo chất, đảm bảo sức khỏe, đầy đủ chất. Hôm nay mới là ngày mùng 2 tháng 4, tức là sang ngày thứ hai cả nước cách ly xã hội. Mọi người xem video nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn. Cách nấu cháo đơn giản, chỉ có thịt gà thôi, không có gì khác. Cảm ơn mọi người đã xem video.